Nếu như bạn nào hay những chị nào mà đang có một cái số cân rất là lớn, các ngày các chị muốn giảm từ 5 kg, 10 kg, 20 kg á, thì các chị phải dùng mỗi ngày 2 viên, sáng 1 viên và chiều tối 1 viên, cứ trước bữa ăn 30 phút là được. Đó, rồi buổi tối các chị uống một cái viên detox vào để trước khi đi ngủ 30 phút, như vậy là được một ngày 3 viên. Thì cái việc mà các chị muốn giảm 5 kg, 10 kg, 20 kg đó, hay là những cô lớn hơn muốn giảm là cũng là chuyện bình thường nha. 550.000 một hộp giảm cân Slim X3, tặng thêm một hộp detox free ship toàn quốc nha. Tinh thần là hàng chính hãng, chứ không phải là một hộp mà giá 250, 350 như ở ngoài nha, bởi vì có rất là nhiều các sản phẩm giảm cân Slim X3 ở ngoài bán giá 250, 300 thì không biết ở đâu lấy ở đâu ra mà có giá giảm vậy luôn á, thì chắc chắn là hàng giả rồi, phải hàng không phải hàng chính hãng đâu, nên mọi người đừng có đặt lung tung như vậy nha. Cứ tự tin sử dụng giảm cân Slim X3, chắc chắn một điều là các chị sẽ xuống ngay, tại vì đây là cơ địa gọi là bị lờn á, bất chấp mọi cơ địa luôn, cơ địa nào cũng có thể xuống được, vì bản thân em là một trải nghiệm. Hồi trưa nay em có đi quay phim nên bắt buộc là em sẽ phải sử dụng, xé ra đây đổ cho mọi người xem. Có nhiều chị hỏi á, là tại sao cái hộp bây giờ thì cái vỏ hộp nó giống, nhưng ở bên trong cái bịch này nó mập hơn cái bịch cũ vậy Hằng. Thì cái bịch mập hơn vẫn là hàng chính hãng nha mọi người, chứ không phải là hàng giả đâu mọi người. Bởi vì á, ở giảm cân Slim X3 của mình nó có rất nhiều hàng giả trên thị trường rồi, ở những trang hàng điện tử vẫn có hàng giả luôn, nên nhà sản xuất quyết định là mình thay đổi mẫu mã. Lúc trước cái bịch cũ mà là chỉ có 3 viên thôi mọi người, vẫn là 30 viên trong một hộp. Thì bây giờ hồi xưa là có 10 bịch này, bây giờ còn có 5 bịch thôi. Đó, thì ở đây nó sẽ mập hơn để nó chứa được cái nhiều viên hơn, để cho những cái sản phẩm hàng giả nó không thể nào bắt kịp được mình, nên là nó có sự phân biệt cái hàng thật với hàng giả. Và cái thứ hai là ở trên cái viên nó sẽ có một cái chữ, mọi người thấy không ạ? Có chữ là Kawan Slim Pro X3 đó, mọi thấy những cái chữ màu đen không? Thì những cái viên hàng giả hiện nay chưa có nha. Trong quá trình mà mọi người sử dụng, mọi người giúp chị Hằng uống nhiều nước nha. Uống nhiều nước làm cái gì? Uống nhiều nước thì nó sẽ có công dụng mà Hằng thấy rõ ràng luôn, là nó dễ, nó đào thải rất là dễ mọi người. Uống nhiều nước á thì nó đào thải dễ, mình sẽ đi vệ sinh ra được nhiều, thì nó sẽ cái mỡ thừa của mình được làm mềm á, nó sẽ đi theo cái đường nó ra bên ngoài. Và uống nhiều nước thì đẹp da nữa. Nãy Hằng có nói là trộm vía là cái giảm cân Slim X3 nè. Có nhiều bạn hỏi là Hằng có thật là đẹp da hay không, thì cái này là cái kinh nghiệm Hằng sử dụng, Hằng thấy Hằng nói thôi, chứ nhà sản xuất người ta không có công bố. Bởi vì cái công dụng chính của giảm cân Slim X3 là nó chỉ là giảm cân thôi, nó đào thải mỡ thừa thôi. Nhưng mà khi mà trong thời gian mà Hằng sử dụng nha, Hằng thấy rõ ràng ngoài cái việc giảm cân ra thì nó còn giúp cho cái làn da của mình nó đẹp hơn, nó mịn hơn nữa mọi người. Rồi thêm một điều nữa là nó giúp cân bằng cái nội tiết tố trong cái người của mình.